Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, UAE nổi lên là một trong những quốc gia thân thiện nhất với tiền điện tử vào năm 2021, khi các nhà chức trách ở thủ đô Dubai đang tăng cường các nỗ lực để kích hoạt sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 1, cơ quan dịch vụ tài chính Dubai, viết tắt là DFSA, đã công bố kế hoạch thiết lập một khuôn khổ quy định toàn diện về tiền điện tử như một phần của kế hoạch kinh doanh năm 2021. DFSA sau đó đã ban hành một số phê duyệt theo quy định, bao gồm quỹ Bitcoin của Canada vào tháng 10. Họ cũng đang nghiên cứu các quy định đối với các phương tiện đầu tư như bảo mật và mã thông báo phái sinh. Các nhà quản lý của UAE cũng đưa ra nhiều thỏa thuận để chính thức cho phép và hỗ trợ giao dịch tiền điện tử tại một số khu vực kinh tế tự do ở Dubai. Quốc gia này cũng đã đạt được những bước tiến trong việc áp dụng mã thông báo không thể thay thế NFT khi nhà điều hành bưu chính của họ phát hành NFT vào tháng 11 để kỷ niệm 50 năm ngày quốc khánh của Liên đoàn. Vào cuối năm 2021, Cơ quan Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai cho biết họ sẽ trở thành một khu vực và cơ quan quản lý toàn diện về tiền điện tử. UAE cũng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với một số công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới và các nhân vật trong ngành. Vào tháng 10, Giám đốc điều hành Binance Chang Peng Zhao được cho là đã mua ngôi nhà đầu tiên của mình ở Dubai. Thông tin tiếp theo về một cuộc khảo sát người tiêu dùng Hoa Kỳ cho tới 25% người được hỏi hiện không sở hữu tiền điện tử, họ đang có kế hoạch bắt đầu tham gia vào thị trường. Năm 2021 là một năm tốt cho tiền điện tử. Trong số những người được khảo sát, hơn một nửa báo cáo rằng họ đã bắt đầu đầu tư từ năm ngoái. Sàn giao dịch Huobi cũng đã phát hành một báo cáo có tiêu đề Báo cáo nhận thức tiền điện tử 2022. Báo cáo bao gồm một cuộc khảo sát chuyên sâu để tìm hiểu cách người bình thường nhìn nhận tiền điện tử, suy nghĩ của họ về các xu hướng mới và liệu họ có kế hoạch đầu tư tiền điện tử trong tương lai không. Tổng cộng có 3.144 người từ 18 tuổi trở lên tham gia cuộc khảo sát. 47% trong số đó là nam giới. Năm 2021 là một năm tăng trưởng mạnh của tiền điện tử. Hơn một nửa người được khảo sát đã nói rằng họ bắt đầu tham gia thị trường từ năm ngoái. 47% người được hỏi nói rằng họ không sở hữu tiền điện tử và không có kế hoạch đầu tư. 28% người được hỏi cho biết họ hiện đang sở hữu tiền điện tử. 25% nói rằng mặc dù họ không sở hữu tiền điện tử vào lúc này, nhưng họ có kế hoạch trong tương lai, cho thấy rằng họ tò mò về lĩnh vực này. Khi được hỏi họ cảm thấy như thế nào về tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử, 42% nói rằng họ không biết quá nhiều và không đưa ra dự đoán, trong khi 23% nói rằng họ không tự tin và nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò lừa đảo, thị trường đang hình thành bong bóng và sẽ sớm sụp đổ. Trong khi đó 19% nghĩ rằng ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ thay đổi định nghĩa về tiền và 16% nghĩ rằng nó sẽ phát triển nhưng không nhiều. Về lý do đầu tư vào tiền điện tử, 40% chọn câu trả lời tiềm năng đầu tư dài hạn, 27% chọn mối quan tâm chung và 18% cho biết tiềm năng đầu tư ngắn hạn. Trong khi đó các lĩnh vực mà các nhà đầu tư tiền điện tử tin rằng có triển vọng nhất là mã thông báo NFT và tài chính phi tập trung DeFi. Cả hai đều được chọn bởi 37% số người được hỏi. Lĩnh vực hứa hẹn thứ ba là Metaverse, được chọn bởi 36%. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.